Diệu Huyền xin kính chào quý khán giả. Mở đầu bản tin là video ghi lại màn kết hợp ăn ý giữa đơn vị UAV và đơn vị pháo binh thuộc lữ đoàn xung kích Azov thanh lý quân xâm lược Nga vào ban đêm. Các nhóm bộ binh Nga đang cố gắng vượt qua vị trí của Ukraine và tấn công từ phía sau, nhưng họ không biết rằng họ đang bị máy bay không người lái và pháo binh của lữ đoàn Azov theo dõi. Pháo binh và UAV đã giáng đòn chính xác vào những vị trí tập trung nhân lực của địch. Đây là buổi tập để rèn luyện tâm lý cho các chiến binh Ukraine khi đối đầu với xe bọc thép trên chiến trường. Các binh sĩ thực hiện đào hố trên con đường xe bọc thép đang chạy và nấp dưới đó để xe chạy qua. Sau đó các chiến binh ngoi lên và ném lựu đạn vào chiếc xe. Những bài tập này giúp binh lính vượt qua nỗi sợ hãi tâm lý khi đối diện với những kẻ khổng lồ sắt nặng 40 tấn trên chiến trường. Братан, я танк взорвал. Video đăng trên mạng xã hội X, đơn vị Kabul chính của Tổng lực Tình báo Ukraine SBU đã phát hiện hệ thống tên lửa phòng không Buk của Nga trên hướng Zaporizhia và chỉ đạo hỏa lực pháo binh tấn công vị trí đó. Tuy không được cho biết là Ukraine đã sử dụng loại vũ khí gì để thực hiện cuộc tấn công, nhưng căn cứ vào vụ nổ được quay lại thì rất có thể đó là tên lửa HIMARS. Cảnh quay về việc đẩy lùi quân Nga ở khu vực Novomykhailivka của lữ đoàn xung kích đường không số 79 Ukraine. Một chiếc xe bọc thép MTLB của Nga được che giấu kỹ lưỡng nhưng vẫn bị UAV của Ukraine phát hiện và tiêu diệt. Hai lính Nga bị UAV truy đuổi và chạy trốn vào một đống đổ nát. Một người chui vào bên trong, còn một người thì đứng bên ngoài để đối đầu với UAV. Thank you.
Anh này vẫn còn cử động nhưng có lẽ đã bị thương nặng sau cú đánh tử thần của chiếc UAV. Một chiếc UAV khác được điều đến để tiêu diệt người còn lại. Đoạn phim quay lại những màn tấn công vào vị trí của lính Nga ở gần làng Termi của các UAV thuộc lữ đoàn 12 Azov. UAV thực hiện cú đánh trực diện kết liễu ba lính Nga ở dưới chiến hào. Video quay lại những pha tấn công quân Nga ở rừng Kyna của Drone FPV thuộc đơn vị thủy quân lục chiến thứ 53. Drone FPV của đơn vị Signum thuộc lữ đoàn cơ giới thứ 93 tấn công một xe tải Euro và một xe tải UAZ của Nga ở hướng Bakhmut. Các UAV của lữ đoàn cơ giới thứ 63 và lữ đoàn cơ giới thứ 60 của Ukraine đã phối hợp phá hủy thành công một hệ thống tên lửa nhiệt áp của Nga. UAV của lực lượng biên phòng Ukraine phá hủy một xe chiến đấu BMP của Nga đang được cất giấu trong nhà kho ở Kherson. Một số cuộc tấn công ban đêm tiêu diệt lính Nga được thực hiện bởi các UAV của Tổng cục Tình báo Ukraine SBU. Những chiếc drone FPV của lực lượng vũ trang Ukraine cắt đứt hậu cần của quân địch vào ban đêm.
Đây là những hình ảnh của buổi lễ trao tặng huy chương anh hùng Ukraine cho thân nhân của các binh sĩ Ukraine đã hy sinh trên chiến trường, được chủ trì bởi Tổng thống Ukraine, ông Zelensky. Tên lửa HIMARS của lực lượng vũ trang Ukraine khai hỏa vào quân Nga. Trong video là chiếc drone mặt đất của đơn vị Kolonia thuộc lữ đoàn cơ giới thứ 93 Ukraine, đơn vị đang tác chiến ở khu vực Bakhmut. Các binh sĩ cho biết, các trận chiến gần Bakhmut đã chứng minh rằng những chiếc drone mặt đất là không thể thiếu trong việc sơ tán binh lính bị thương ra khỏi chiến trường, vận chuyển đạn dược và nhiều nhiệm vụ khác trong đó. Các binh sĩ cho biết, một drone mặt đất đã đem lại hiệu suất làm việc bằng 10 binh sĩ cộng lại. Một chiếc UAZ, một xe tải Kamaz, một máy kéo, một khối động cơ và ba máy phát điện. Tất cả khí tài này của Nga đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của pháo binh Ukraine. Binh sĩ Nga quay lại ba xe bọc thép, không biết nguyên nhân vì sao mà lọt xuống hố. О, рэп, рэп. Срезай, рэп. Вот чемодан. Внутри нету нихуя больше. Он одноразовый. Всякая фигня.